Chương 4 Điều khoản thi hành Điều 23 Hiệu lực thi hành một Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. 2. Bãi bỏ Nghị định số 165, 2013, Nghị định Chính phủ ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường. Điều 24 Quy định chuyển tiếp Phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đã được trang bị, sử dụng trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành nếu vẫn đáp ứng các yêu cầu quy định tại nghị định này thì tiếp tục sử dụng để phát hiện và xử lý vi phạm hành chính. Điều 25 Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành một Bộ trưởng Bộ Công an chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành nghị định này. 2. Bộ trưởng các bộ, công an, giao thông vận tải, quốc phòng tài nguyên và môi trường y tế tài chính công thương nông nghiệp và phát triển nông thôn lao động thương binh và xã hội giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ hướng dẫn quy trình sử dụng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và việc thu thập sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện thiết bị kỹ thuật do cá nhân tổ chức cung cấp thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ tuyên truyền phổ biến pháp luật tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra thanh tra xử lý vi phạm về quản lý sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. 3. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.